Xin chào các bạn. Bữa nay mình làm một clip ngắn, mình muốn chia sẻ với các bạn về cái quan điểm của mình trong vấn đề chăn nuôi mà theo mô hình là gọi như mô hình của mình là mô hình bán chăn thả, mà cũng có thể là nói gọi là mô hình chăn thả. Thì mỗi một cái mô hình thì người ta có một cái cách làm khác nhau. Thì đối với những cái mô hình công nghiệp thì mình không nói, nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ nói trong một cái clip khác. Còn đối với cái mô hình bán chăn thả như mình á, thì theo quan điểm của mình á, vấn đề quan trọng nhất là vấn đề về môi trường, vấn đề thứ hai là vấn đề thức ăn. Để mà nó quyết định thành bại là do hai cái vấn đề đó. Thì cái vấn đề môi trường thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh tật, cái tốc độ phát triển của con vật nuôi như thế nào, nó cũng cái vấn đề môi trường nó cũng quyết định khá nhiều. Thứ hai là về cái vấn đề mà dinh dưỡng trong cái thức ăn. Thì cái dinh dưỡng thì mình sẽ có một clip khác mình nói về vấn đề dinh dưỡng. Thì clip này mình chia sẻ về cái vấn đề môi trường thôi. Thì như các bạn cũng biết á, là hồi xưa như ông bà mình nuôi á, nuôi theo kiểu là theo kinh nghiệm dân gian hồi xưa á, là mình thấy là ông bà hoặc là bây giờ cũng vậy thôi, những cái gia đình mà họ nuôi gọi là nuôi ít á, nuôi vài chục con, 5-7 con, chục con đổ lại á, thì mình thấy là nó rất là ít bị bệnh tật, hầu như là không bị bệnh tật luôn. Còn ví dụ như tỷ lệ heo hụt thì nó vẫn có chứ không phải là không. Nhiều khi 20-30 con chết 2-3 con, 5-7 con là cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái tỷ lệ heo hụt của nó là khá là thấp. Trong khi nếu mà mình nuôi với mật độ cao mà gọi là nuôi theo cái kiểu mà nuôi công nghiệp, bán nuôi chăn thả nhưng mà nuôi công nghiệp á, thì có thể là cái tỷ lệ heo hụt một khi nó đã bị dịch bệnh rồi á, thì cái tỷ lệ heo hụt của nó là khá là cao, có thể tới 50-70%, thậm chí là mất trắng cũng có. Thì tại sao nó lại có cái tình trạng đó, thì là do cái vấn đề môi trường thôi. Theo quan điểm của mình là do vấn đề môi trường thôi chứ không gì hết. Thì cái vấn đề môi trường nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của con vật nuôi. Mà cụ thể ví dụ như nếu mà mình nuôi thưa thì cái tình trạng mà lây nhiễm chéo thì nó cũng ít xảy ra. Rồi mình nuôi mật độ cao thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng lây nhiễm chéo và bệnh tật lây nhiễm chéo. Rồi ví dụ như nếu mà mình nuôi với cái số lượng nhiều thì cái môi trường nó sẽ dễ bị ô nhiễm hơn. Mà bây giờ các bạn thấy là mình sử dụng cái thức ăn mà giàu dinh dưỡng quá, thì khi mà đưa vào con vật nuôi á, con vật nuôi nó ăn càng giàu dinh dưỡng á, thì cái phân nó thải ra nó càng hôi thối, càng dễ ô nhiễm, tại vì nó hấp thụ không có hết. Thực ra là con vật nuôi nó không hấp thụ được hết cái dinh dưỡng đó, thì những cái chất dinh dưỡng dư thừa nó thải ra ngoài môi trường, nó tạo điều kiện cho những cái con vi khuẩn có hại nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển ở trong cái phân chất thải đó. Thì khi mà con vật nuôi nó bị lây nhiễm những cái vi khuẩn có hại vô trong cái đường ruột của nó, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là nó bị bệnh tật. Rồi nó bị bệnh tật thì dẫn đến là tình trạng nó sẽ giảm sức đề kháng. Thông thường con vật nuôi hay con người gì cũng vậy, bình thường là nó sẽ có một cái sức đề kháng tự nhiên, nhưng mà bây giờ do cái môi trường ô nhiễm quá rồi nó cũng tự nhiên nó cũng giảm cái sức đề kháng của nó thôi. Mà đã giảm sức đề kháng rồi mà nó còn bị lây nhiễm bệnh tật này nữa, thì cái tỷ lệ heo hụt của nó cao, nó sẽ không đạt hiệu quả, chuyện đó là chuyện bình thường đó. Thì bây giờ mình theo cái quan điểm của mình là mình sẽ chú trọng vào mình giải quyết về cái vấn đề môi trường. Mình làm sao là cho cái môi trường nó sạch nhất có thể. Thì để mà cái môi trường nó sạch đó, thì mình sẽ có hai cách. Cái cách thứ nhất là mình nuôi với mật độ thưa ra, thì cái lượng chất thải nó thải nó ít, tức là cái mật độ chất thải nó thải ra ngoài môi trường nó thưa, thì nó cái khả năng mà nó nhiễm lại con vật nuôi thì nó sẽ ít. Thứ hai nữa là mình có thể là mình khoanh vùng, ví dụ như lứa này mình nuôi khu vực này, lứa sau mình nuôi khu vực kia, có cái thời gian cách ly thì nó cũng hạn chế được. Nhưng mà với điều kiện là ví dụ như đối với mình thì cái diện tích nó ít thì mình không có thể nào mà mình khoanh vùng kiểu đó được. Cho nên là một là mình sẽ nuôi với mật độ nó thưa, thứ hai nữa là mình tìm cách mình giảm cái dinh dưỡng dư thừa trong cái phân của con vật nuôi. Thì để mà giảm cái dinh dưỡng dư thừa đấy, mình phải tăng cái khả năng hấp thụ của con vật nuôi, của đường ruột.
thì mình sẽ bằng cách là mình sẽ ủ với vi sinh, thì mình ủ vi sinh rồi ủ nấm men, thì khi mà con vật nuôi nó ăn vào thì nó sẽ tăng cái khả năng hấp thụ thức ăn. Rồi ngoài ra thì những cái vi sinh vật có lợi á, rồi nấm men này kia nó đưa vào cái đường ruột thì nó sẽ ức chế những cái vi sinh vật có hại, và khi mà con vật nuôi nó thải cái chất thải của nó ra ngoài môi trường thì trong cái chất thải đó nó sẽ có những cái vi sinh vật có lợi trong đó nữa, thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ cạnh tranh về dinh dưỡng, về không gian, về điều kiện môi trường sống, nó sẽ cạnh tranh với những vi sinh vật có hại ở trong cái phân, ở trong cái chất thải nó thải ra, thì nó sẽ bị gọi là nó đỡ có cái tình trạng là nó cái mầm bệnh nó phát triển ở ngoài môi trường. Thì mình đi theo cái hướng đó là trong thời gian qua thì mình đã làm, mình đã test thử thì mình thấy nó khá ok. Còn cái vấn đề về sử dụng kháng sinh á, thì theo quan điểm của mình là mình sẽ không dùng kháng sinh, kháng sinh tổng hợp là mình hoàn toàn mình không dùng, mình chỉ dùng cái kháng sinh tự nhiên thôi. Mà kháng sinh tự nhiên mình dùng là từ những cái cây dược liệu á, rồi ví dụ như là cây cái củ tỏi nè, rồi gừng riềng, cây tầng dày lá hay còn gọi là cái húng chanh đó, đó mình ủ, mình xay, mình ủ hoặc là mình lên men cho con vật nuôi nó ăn, thì mình thấy là nó khá ổn, nó đạt hiệu quả cũng ok đó. Còn vấn đề hao hụt thì đương nhiên là nếu mà mình sử dụng cái kháng sinh tự nhiên hoặc là mình không dùng cái kháng sinh tổng hợp thì đương nhiên nó sẽ cái tỷ lệ hao hụt mà trong cái giai đoạn đầu là nó sẽ cao hơn so với mình dùng kháng sinh tổng hợp. Nhưng mà cái giai đoạn sau á, hầu như là nó không có hao hụt, nó chỉ có hao hụt cái giai đoạn mà từ 1 tháng đổ lại thôi, khi mà con vật nuôi nó đang còn yếu á, cái hệ tiêu hóa của nó chưa phát triển, sức đề kháng của nó đang còn thấp á, thì nó bị hao hụt cái giai đoạn đầu. Thì trong trường hợp mà nó bị nhiều á thì mình tách nó ra để mình điều trị. Còn nếu như mà nó bị ít á, mà con thấy con nào nó nhắm yếu bị ít á, thì mình loại luôn, mình bỏ luôn, chứ mình cũng không điều trị nữa. Thì mình thấy là trong quá trình mình nuôi thì nó khá ổn. Như anh em thấy ở đây á, là mình ban đầu á, là mình cái số gà vịt này là tự mình nhân giống ra nè. Ban đầu cái đàn của mình có 20 con à, mình tự nhân giống, mình nhân nó đẻ rất là nhiều. Xin lỗi các bạn. Mình cho nó đẻ xong rồi mình ấp nở, rồi tự mình nhân đàn lên thôi. Và khi mà mình nhân thì mình chỉ có giới hạn nó trong 500-700 con đổ lại thôi, chứ mình cũng không nhớ nhân nhiều. Một số người ta kêu là, tức là những người mà người ta có kinh nghiệm càng 10-20 năm rồi, thì người ta khuyến cáo mình, người ta khuyên mình là nên nuôi chừng cỡ 2000 con. Nhưng mà mình không, mình nuôi chừng cỡ 500-700 đổ lại thôi. Mình nuôi ít nhưng mà mình sẽ tự phối trộn thức ăn. Thì mình sẽ giảm cái chi phí, mình nuôi ít nhưng mà mình lợi nhuận cao, còn hơn là mình nuôi nhiều mà cái rủi ro nó lớn. Thì theo cái cách làm của mình là như vậy, hôm nay chia sẻ với anh em là như vậy. Thì không biết là anh em, cái suy nghĩ của anh em như thế nào, cách làm của anh em là sao, thì anh em có thể tư vấn, góp ý, giao lưu với mình dưới bình luận cũng được, hoặc là qua anh em trao đổi qua Zalo cũng được, chia sẻ với anh em như vậy. Cái môi trường ở đây các bạn thấy là với cái số lượng gà như vậy, gà vịt như vậy mà nó cũng làm sạch sẽ, nó không còn miếng cỏ nè. Còn bên kia thì nó chưa qua, còn bên này thì nó làm trống trơn rồi. Mình thấy là với cái mật độ như vậy là cũng ok rồi. Thì khi mà mình cải tạo lại á, mình tức là hôm nào mình cải tạo xong rồi mình sẽ có một clip mình chia sẻ với anh em, mình đang có cái định hướng, nhưng mình chưa làm hay không mình cũng chưa nói. Nên hôm nào mình cải tạo xong mình sẽ làm một clip chia sẻ với anh em sau. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em clip sau.